Vũ Trụ Quanh Ta, kênh tin tức mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, chính xác nhất, phù hợp nhất. Những sự kiện nổi bật của thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh, trong nước và thế giới với góc nhìn đa chiều. Liên tục các bản tin tổng hợp với MC Tuấn Lê được công chiếu từ 20 giờ đến 21 giờ hàng ngày. Nếu thấy thích và là nguồn động viên lớn lao cho những người đọc báo Hổ quý vị, kính mong quý vị hãy đăng ký kênh, cho một nút thích, chia sẻ với cộng đồng và hãy góp ý thật nhiều để kênh ngày càng phát triển và phục vụ quý vị được tốt hơn.